tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Cư sĩ Lưu Tố Vân thị hiện, đồng tu tịnh tâm cần nên học. Đề ký: khi cư sĩ Diệu Âm ở thành phố Hai Nhĩ Tân làm cuộc điều tra sâu vào nhân quả báo ứng, trong một nhân duyên tình cờ, nghe thấy một sự tích vô cùng cảm động. Đó là cư sĩ Lưu Tố Vân từng là quan viên chính phủ tại tỉnh, thân mang bệnh tuyệt chứng. Bà hoàn toàn nhờ câu thánh hiệu A-di-đà Phật chữa lành bệnh. Từ biên giới cửa tử trở về cửa sanh, bà hoài mang tấm lòng từ bi lợi lạc chúng sanh mà nhận cuộc phỏng vấn của cư sĩ Diệu Âm, đồng thời đem tâm đắc trong việc học Phật ra báo cáo cúng dường mọi người. Mong rằng quý vị đồng tu sau khi xem xong chắc chắn được nhiều khải thị và cảnh sách. Lai lịch Lưu Tố Vân: tánh biệt, nữ, ngày sanh năm 1945 tháng 3 ngày 22, nguyên quán Hắc Long Giang, huyện Song Thành, tín ngưỡng Phật giáo, công khóa tu hành, niệm Phật tụng kinh nghe giảng 8 đến 10 tiếng đồng hồ. Nguyên tắc tu hành: học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Thể nghiệm: học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Hiện trạng tu hành: nỗ lực đem nghiệp báo thân chuyển thành nguyện lực thân, truy cầu lão thật niệm Phật, vãng sanh cực lạc, nương thiền từ trở lại ta bà, phổ độ chúng sanh, lìa khổ đạt vui. Tham gia công tác năm 1964. Tóm lược quá trình nhân sinh: năm 1964-74 làm công tác giáo sư, 75-81 làm việc tại Sở Giáo dục Đông An, năm 82-84 công tác tại Bộ Tuyên truyền Đông An Trường, năm 84-2000 ủy viên Mậu dịch Kinh tế Chính phủ tại tỉnh Hắc Long Giang. Năm 1999 mắc bệnh hồng ban lan sang, bệnh lao da, chứng bệnh nặng hơn ung thư. Năm 2000 đến nay hưu dưỡng tại nhà. Xuất hiện nguy cơ sinh mạng: năm 1999 tôi mắc một trận bệnh. Bệnh này như mọi người đều biết, đó là hồng ban lan sang. Loại bệnh này tỷ lệ tử vong đặc biệt cao, hầu như những người mắc bệnh này có thể sống sót rất ít, rất ít. Điềm nhiên đối diện tử vong. Sanh đã không lưu luyến, chết cũng đã mỏi mòn, vốn chẳng có sanh tử, sanh tử do tâm hiện. Khi tôi mắc bệnh, mặc dù đã nằm viện hết 2 tháng, tôi thiết nghĩ đây cũng là một quá trình biểu pháp. Khi tôi chưa mắc bệnh, tôi nặng 57 kg, với chiều cao như vậy cũng đã ốm lắm rồi. Khi mắc bệnh nằm viện, tôi cũng chỉ còn 30 kg. Thân người tôi đã biến dạng, toàn mặt toàn thân mọc đầy những hồng ban như sắp nổ tung ra, không còn hình dạng của một con người. Cho nên bạn đồng nghiệp thân quyến của tôi, khi họ đến viện thăm tôi, trong ánh mắt của họ thực tế là họ đến từ biệt tôi. Trong lòng tôi hiểu rất rõ, mặc dù họ rơi lệ, tôi thì chưa từng khóc. Tôi còn khuyên: quý bạn tại sao lại khóc? Sống và chết tôi đã nhìn thấu rồi, đây không phải là việc khiến người ta phải sợ hãi. Tự thị bất quy, quy tiện đắc, cố hương phong nguyệt hữu thì tranh. Tự không muốn về, về liền được, trăng gió cố hương nào ai dành. Vì sao lúc đó tâm thái tôi tốt như vậy? Vì tôi không hề xem chết là một việc, một gánh nặng. Sau này vì giáo sư chữa bệnh cho tôi, ông cũng không giấu nữa. Ông nói khoa này của chúng tôi tổng cộng có vài người mang bệnh như vậy, tuy nhiên bà nặng nhất, bà phải chuẩn bị tư tưởng có thể xảy ra nguy cơ chết chóc bất kỳ lúc nào. Tôi nói không sao, nếu như nhiệm vụ của tôi ở nhân gian đã hoàn thành, Phật A Di Đà đến đón, tôi sẽ vui vẻ đến thế giới cực lạc, đó là quê hương của tôi. Còn như nhiệm vụ ở nhân gian chưa hoàn thành, tôi sẽ tiếp tục ở lại đây thêm vài năm, đem nhiệm vụ của Phật Bồ Tát giao cho hoàn thành viên mãn xong tôi mới ra đi. Có người nói tôi có thể sống thêm nửa năm hoặc một năm cũng là khá lắm rồi. Thực tế là như vậy. Những người cùng nằm viện với tôi, mang chứng bệnh cùng tôi, họ đều bệnh nhẹ hơn tôi, thế mà hiện giờ đã không còn. Từ năm 99 mắc bệnh đến nay, tâm trạng của tôi vô cùng điềm nhiên. Tôi tự cảm thấy hài lòng với chính mình.
Dù mắc bệnh như vậy, tôi không hề lo nghĩ mình phải chết hoặc thế này thế kia. Tôi nghĩ mỗi ngày tôi phải đem niềm vui cho gia đình, thân quyến, bạn bè, khiến họ mỗi khi nhìn thấy tôi như có một sức mạnh từ nơi thân tôi toát ra, cổ vũ họ cũng là cổ vũ cho chính tôi. Cho đến giờ tôi không uống bất cứ thuốc gì nữa, dù là chích hay thuốc đều đình chỉ hết. Họ hỏi tôi, bệnh như vậy mà không uống thuốc có thể được sao? Tôi nói, quý bạn không nhìn thấy tôi đang sống rất tốt à? Hiện giờ tôi không cần thuốc nữa. Trước kia tôi không hiểu, tôi đã uống toàn những độc tố. Bây giờ tôi hiểu rồi, ai là đại y vương? Phật là đại y vương. Còn có bác sĩ nào, kỹ thuật trị liệu nào có thể siêu việt hơn Phật chứ? Tôi một lòng nương nhờ Phật, vị đại y vương, Ngài nhất định sẽ trị lành tất cả bệnh hoạn của tôi. Sau khi xuất viện, rất nhiều người hỏi, làm cách nào trị lành bệnh? Tôi trả lời một cách thẳng thắn, niệm A-di-đà Phật được lành bệnh. Qua trận bệnh này khiến tôi thể hội được, thông qua việc học Phật, có thể khiến tư tưởng, tinh thần, tướng mạo của một người có sự chuyển biến rất lớn. Một đời này của tôi có thể bước vào cửa Phật, học Phật là niềm hạnh phúc nhất của tôi. Tự mình học Phật là một niềm vui, kế đem niềm vui của mình đến cho những chúng sanh khác, khiến họ cũng vui lây với mình, phải không? Đạm bạc danh lợi. Mở rộng cõi lòng nhìn thấu thế gian, xem chừng như một vở tuồng, có gì là thật. Năm nay tôi 59 tuổi, điều mà tôi không ưa thích nhất, một là tiền, hai là danh. Đây chính là hai điều khó buông xả nhất của đời người. Ngược lại, tôi xem nó rất nhẹ, rất nhẹ. Nhiều lúc tôi chưa học Phật, chưa tiếp xúc với Phật Pháp cũng như vậy. Quý vị xem, chiếc áo khoác này là do mẹ tôi bảo chị tôi mang tận qua nhà. Áo trong là chị tôi cho. Chiếc quần ấm này là con gái của tôi mua. Còn đôi giày là người bạn thân của tôi mua cho. Họ thường nói, bà này không bao giờ biết tự nghĩ cho mình điều gì. Tôi xin kể quý vị một câu chuyện, xin đừng cười tôi. Làm quan thanh liêm phước đầy một phương. Con của tôi đứa nào cũng không có việc làm. Nhiều người nói, bà làm việc nhà nước lại để con thất nghiệp, thế mà bà làm cái chi? Tôi nói, tôi chưa từng nghĩ tôi làm việc nhà nước là phải tìm việc cho chúng. Mọi thứ cứ để thuận theo tự nhiên. Chúng có thể làm việc gì thì làm việc đó. Khả năng tới đâu thì làm tới đó. Họ nói, con gái bà thất nghiệp ở nhà, bà không cảm thấy nóng ruột à? Tôi nói, tôi không cảm thấy điều này. Tôi quan niệm, chúng có duyên làm việc gì thì sẽ gặp việc đó. Bây giờ thì đứa nào cũng đã có việc làm cả rồi. Lúc đầu các con không hiểu, chúng luôn nghĩ mẹ không có trách nhiệm quan tâm chúng. Hiện nay thì chúng đã hiểu tánh của tôi. Tôi nói, thật sự trong tâm của mẹ chưa từng nghĩ đến việc tìm việc cho các con. Các con nói mẹ có lỗi cũng được, mẹ xin lỗi các con. Tôi nói đùa, kiếp sau các con nếu có tìm người làm mẹ, nên tìm người mẹ biết tìm việc cho các con. Hiện nay các con đã hiểu cá tánh của tôi và rất ủng hộ tôi học Phật. Tâm tình của người bà nội. Trong tâm tôi có một việc mà tôi không buông xả được, chính là đứa cháu nội. Thật ngoan, thật dễ thương. Bây giờ tôi cũng đã buông xả. Trước kia, mỗi khi cháu bệnh là tôi vô cùng nóng ruột, lo lắng. Phải chi có thể mang bệnh của cháu qua cho tôi? Đây là tâm trạng của người bà nội. Nay tôi thật sự buông xả. Nếu cháu bệnh phải vào viện, tôi nghĩ có bệnh thì phải đi trị bệnh. Đây là chuyện rất bình thường. Cháu có nghiệp gì thì phải trả nghiệp đó. Sự hòa hợp giữa bà và cháu. Cháu gái tôi năm nay hơn 6 tuổi.
hay cùng tôi niệm Phật, lạy Phật. Mỗi ngày gặp nhau, tôi ra dấu như vậy, nghĩa là hỏi cháu có niệm Phật chưa? Không cần phải nói. Lúc điện thoại, cháu hỏi, bà nội có quên không? Tôi nói, bà không có quên. À, còn cháu? Cháu đâu có quên. Trước khi ngủ, cháu đều niệm Phật, niệm tới lúc ngủ thiếp. Tôi nghĩ đứa cháu này thật là có Phật tánh. Tôi rất vui, bởi vì còn nhỏ như vậy đã được tiếp xúc với Phật Pháp. Thật là một điều hạnh phúc. Trong tâm tôi hiện giờ, nhìn thấy ai cũng đều tốt, ai cũng là A-di-đà Phật. Hiện tôi đối với bất cứ ai cũng không khởi được tâm sân giận, bất luận là người nhà hay người ngoài. Nếu bạn đem hết tâm tư vào việc niệm Phật, học Phật, tương lai làm Phật, thì còn có gì không buông xả được, còn có gì để khổ tâm, để phiền não. Hiện nay tôi đã về hưu, tôi nghĩ đây cũng là một cơ duyên giúp tôi có thời gian học Phật. Mỗi ngày ở nhà, nghe Pháp Sư Tịnh Không giảng kinh Vô Lượng Thọ, tổng cộng 264 giờ. Hiện nay tôi đã xem đến 198 giờ, mỗi ngày xem từ 8 đến 10 tiếng đồng hồ, mỗi đĩa là 1 tiếng. Sau khi xem xong, tôi dự tính mỗi một đĩa sẽ lặp đi lặp lại xem 8 tiếng đồng hồ một ngày. Tôi cảm thấy học kinh, nghe giảng đối với việc học Phật vô cùng có lợi, bởi có rất nhiều việc khi chưa nghe giảng, hình như biết nhưng thực tế lại chẳng biết. Sau khi nghe giảng, hiểu lẽ mới biết mình làm sai, mới biết cách sửa lỗi. Ngoài ra còn có tác dụng sách tấn rất hay. Giống như mỗi ngày, Ngài đều thúc đẩy bạn, không cho bạn thoái chuyển. Nếu như 3 ngày không nghe giảng, nhưng như mình đã có chút giải đãi rồi, nên tôi mỗi ngày đều nghe, tối thiểu là 4 tiếng đồng hồ. Vì thế, tinh thần của tôi mỗi ngày đều vô cùng sảng khoái. Quý vị xem hình dáng của tôi bây giờ có giống như người sắp chết, như bác sĩ nói không? Hoàn toàn chẳng giống chút nào. Thề làm mô phạm cho chúng sanh ở thế gian. Tôi đang sống trên nhân gian. Tôi nghĩ tôi phải là một người tốt, một tấm gương cho mọi người. Ít nhất phải là một người tốt, sau đó tiến thêm một bước là một người tu hành tốt. Nếu như tôi ra đi, tôi cũng phải để lại một hình ảnh tốt cho mọi người. Quyền lực. Cho dù đời này kiếp này tôi học Phật, gặp bao nhiêu khó khăn đi nữa, tôi cũng không ngừng tinh tấn. Nếu không vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, quyết không ngừng nghỉ. Nếu Phật Bồ Tát gia trì cho tôi sẽ đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh, nằm kế tường vãng sanh. Tôi phải chọn 3 loại phương thức vãng sanh này. Con người chỉ cần có quyết tâm, có niềm tin, học Phật, nhất định thành công, tương lai chắc chắn vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, hòa khai kiến Phật. Lão thật niệm Phật. Bà có nhiều loại thân phận: hiền thê lương mẫu, quan viên chính phủ, bao thanh thiên, người mang bệnh tuyệt chứng, cư sĩ, người tu hành. Tín niệm. Bản báo cáo của một vị quan viên chính phủ cấp tỉnh về việc học Phật.
Chứng pháp giới, chư Phật Bồ Tát, Long Thiên Hộ Pháp, tất cả hữu duyên chúng sanh, A Di Đà Phật. Tôi là Lưu Tố Vân, năm nay 59 tuổi, nguyên làm việc cấp tỉnh của chính phủ. Khởi đầu là ủy viên cơ quan, sau khi thành lập giám sát cấp tỉnh thì làm phó ban chủ nhiệm giám sát. Tôi muốn thưa với quý vị về việc học Phật của tôi. Năm 1991, vào khoảng tháng 7, vào một ngày chủ nhật, trời đang mưa to, một người bạn đến thăm tôi. Trong lúc nói chuyện, bỗng dưng tôi nói với bạn tôi rằng tôi muốn thỉnh Phật. Bạn tôi nhìn qua với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên hỏi: "Tố Vân, chị đang nói gì?" Tôi không biết mình đã nói gì. Suy nghĩ một hồi, hình như tôi nói: "Tôi muốn bạn đi với tôi đi thỉnh Phật." Tôi không hiểu tại sao nữa, vì trước đây tôi không hề có sự chuẩn bị tư tưởng gì cả, cũng chưa từng tiếp xúc với Phật Pháp. Bạn tôi mới nói: "Tố Vân, trời đang mưa to, chờ hôm khác hãy đi." Tôi nói: "Không, hôm nay phải đi." Thế là cả hai chúng tôi đón xe đi, dù ngoài trời đang mưa lớn, khi đến chùa Cực Lạc. Trước đây tôi chưa bao giờ đến và cũng chưa biết bao giờ. Sau khi đến chùa rồi, bạn tôi nói: "Tố Vân, hình Phật đang để từng hàng kia kìa. Chị xem Phật nào nhìn chị cười thì chị có duyên với Phật đó." Tôi nói: "Vậy hả?" Tôi quay qua nhìn, ánh mắt đầu tiên trông thấy là một vị Phật. Tôi liền nói: "Ừ, tôi thỉnh vị Phật này." Bạn tôi nói: "Tố Vân, có nhiều hình Phật lắm, từ từ xem đã." "Không cần đâu, tôi muốn thỉnh Phật này thôi. Vị này là Phật gì?" "Đây là Quan Thế Âm Bồ Tát." "Vậy thì tôi thỉnh Quan Thế Âm Bồ Tát." Sau khi thỉnh về nhà, trước kia bàn thờ này của tôi là một kệ sách, từng ngăn một, nên tôi đặt ngài ở trên cùng. Mỗi ngày ngắm đi ngắm lại, tôi cảm thấy để tuốt trên tủ cao quá, nhìn không thoải mái. Vào một buổi chiều chủ nhật, tôi cầm một cái cưa, cưa bớt một ngăn, vì không biết sử dụng nên làm phồng hết cả bàn tay. Tuy vậy, tôi vẫn cố gắng theo trí tưởng tượng của mình làm thành một bàn thờ. Đại khái là giống như vậy. Sau đó có sửa sang lại chút đỉnh rồi thỉnh Quan Âm Bồ Tát để vào. Tôi nhìn thấy rất hài lòng. Thế rồi tôi lại nghĩ, sau khi đặt ngài ngồi đó xong thì phải làm gì nữa? Một hôm khi tôi đi làm, tôi nói với Trương Đại Tỷ: "Em cho chị hay một tin." Trương Đại Tỷ hỏi: "Tin gì?" "Em mới thỉnh hình Quan Thế Âm Bồ Tát." Trương Đại Tỷ vô cùng ngạc nhiên hỏi: "Tại sao em thỉnh Quan Âm Bồ Tát?" "Em cũng không biết, chỉ biết là em rất muốn thỉnh vậy thôi." Trương Đại Tỷ cười nói: "À, tốt lắm." Sau đó tôi mới biết gia đình Trương Đại Tỷ có 4 người, chị cả theo Cơ Đốc giáo, còn 3 người theo Phật. Họ không có nói ra mà thôi. Cho nên khi nghe vậy, Trương Đại Tỷ rất vui nói: "Tốt lắm, tốt lắm." Sau đó vài ngày, tôi lại hỏi Trương Đại Tỷ: "Sau khi thỉnh Phật rồi phải làm sao?" "Chỉ cần thỉnh một vị thầy chỉ dẫn là được." "Mà đi đâu thỉnh?" "Hãy chờ xem." Qua vài hôm sau, Trương Đại Tỷ nói: "Ở Ngũ Đài Liên Trì có một vị sư phụ là thầy Giác Ngộ đã đến, em tới gặp thầy." Tôi nói: "Được." Sau vài hôm, Đại Tỷ và Nhị Tỷ điện thoại nói: "Sư phụ đã đi bệnh viện rồi, lần này không thể gặp." Tôi nói: "Được, chị ấy nói gì tôi cũng nói được, vì tôi đâu có biết cái gì đâu." Sau đó 3 ngày, Nhị Tỷ điện lại nói: "Tố Vân, trưa nay 1 giờ em đến đường này số này để gặp sư phụ." Tôi nói: "Được, chị ấy nói gì tôi cũng nói được hết." Hôm đó tôi đến chùa Cực Lạc gặp sư phụ. Vị này khoảng 70 tuổi, gương mặt rất là hiền từ. Tôi không biết nói gì với ngài. Tôi nghĩ ngài hỏi gì thì tôi trả lời cái đó. Nhưng ngài cũng không có nói gì nhiều, chỉ nói: "Tố Vân, bây giờ chúng ta cùng đi đến nhà con." Thế là thầy trò cùng đón xe về nhà tôi. Lúc đó nhà tôi ở nơi khác, không phải ở chỗ này. Khi vào nhà tôi hỏi: "Sư phụ, con tự mình thiết kế Phật đường như vậy có đúng không?" Sư phụ vừa nhìn thấy liền khen: "Tốt lắm, tốt lắm. Tố Vân, gia đình con là gia đình Phật hóa." Lúc đó tôi và chồng tôi, con trai và bạn gái của nó,
Cả bốn người đều làm lễ quy y ngay ngày hôm đó. Vị sư phụ này hiện giờ vẫn còn làm trụ trì tại chùa Trung Liên. Nhân duyên học Phật của tôi, khi tôi nói ra ai cũng cảm thấy kỳ lạ, chưa bao giờ tiếp xúc với Phật Pháp. Vì sao hôm trời mưa to gió lớn lại đi thỉnh Phật, tôi cũng không hiểu tại sao. Hiện nay tôi đã tiếp xúc với Phật Pháp khá nhiều, có thể gọi đó là nhân duyên chín mùi. Nhân duyên học Phật của tôi xin giới thiệu sơ lược với quý vị là như vậy. Nhìn thấu sanh tử. Kế tiếp tôi xin nói chuyện với quý vị, tôi làm thế nào nhìn thấu được việc sanh tử. Năm 1998, tôi có xem một quyển sách. Quyển sách này gọi là Tạng Thư Sống Chết. Sách này là do một vị Phật sống Tây Tạng viết. Vì là sách chuyển ngữ từ văn tự Tây Tạng nên đọc thấy khó hiểu. Tuy nhiên, chủ yếu của quyển sách này là nói vấn đề sanh tử, đặc biệt chú trọng về vấn đề tử nhiều hơn. Tôi đọc và hiểu, tôi biết chết là việc như thế nào. Con người thường xem sự chết là một việc vô cùng đáng sợ. Sanh ly tử biệt là chuyện đau khổ nhất trên đời. Sau khi xem xong quyển sách này, tôi hiểu rõ sanh tử nói theo thế gian, đó là một pháp tắc tự nhiên. Nói theo nhà Phật, đó cũng là một hiện tượng vô cùng tự nhiên. Giống như chúng ta mặc áo. Áo này cũ rồi, rách rồi, chúng ta cởi bỏ, đổi áo mới khác. Hoặc giống như chúng ta ở nhà, xưa kia ở nhà vừa nhỏ vừa cũ, hiện giờ tiêu chuẩn sinh hoạt được nâng cao, bỏ nhà hư cũ, đổi nhà mới, rộng rỡn, sạch sẽ ngăn nắp hơn, ở thoải mái hơn. Tôi cảm thấy cái chết mà con người thường sợ hãi, nó chẳng qua là một sự thay đổi, như chúng ta thay áo, đổi nhà. Sau khi xem xong quyển sách này, đã giúp tôi hiểu để rồi nhìn thấu và buông xả đối với việc sanh tử. Có thể đây cũng là sự gia trì của Phật Bồ Tát đối với tôi. Năm 1998, đọc quyển sách này, thì năm 1999, tôi mắc một trận bệnh nặng. Như quý vị đều biết, đó là hồng ban lan sang. Loại bệnh này, tỷ lệ tử vong rất cao, số sống sót rất hiếm, rất hiếm. Có hai người học trò mang bệnh này đã qua đời. Tính từ lúc mang bệnh, chỉ có thể sống khoảng 6 tháng mà thôi. Khi tôi mắc bệnh này, đàn con tôi đều rất lo sợ, con gái, con dâu tôi đều khóc, e rằng mẹ sẽ chết, bỏ chúng nó lại. Nhưng tôi thì không cảm thấy gì. Đó là lần đầu tôi nằm viện, bệnh viện Nhất Đại. Mỗi ngày đều chích kích tố, uống thuốc kích tố. Mỗi ngày đều chích uống một bụng thuốc kích tố. Những thứ này đều là chất độc. Mỗi ngày tôi đều uống chất độc, thực tế là như vậy. Bác sĩ nói, sao thấy tâm trạng bà vô cùng thản nhiên? Vì sao tâm thái tôi thản nhiên như vậy? Tôi không xem chết chóc là một gánh nặng. Sau này vị bác sĩ chuyên trị liệu bệnh này của tôi, ông không giấu tôi nữa. Ông nói, có vài người cũng mang bệnh giống như bà là nặng nhất. Cho nên bà phải chuẩn bị tâm lý, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Tôi nói, vậy hả? Không sao, nếu như nhiệm vụ của tôi ở thế gian này đã hết, Phật A-di-đà đến đón, tôi sẽ vui vẻ theo Ngài đến Tây Phương Cực Lạc. Đó là quê hương của tôi. Giả như nhiệm vụ của tôi ở thế gian này chưa hoàn thành, tôi sẽ tiếp tục ở lại đây vài năm để đem nhiệm vụ của Phật Bồ Tát giao phó hoàn thành viên mãn xong tôi mới ra đi. Bác sĩ nghe nói cũng cảm thấy lạ. Sau khi họ nhìn thấy tôi đọc sách, đó là Kinh Hoa Nghiêm do Ngài Tuyên Hóa Thượng Nhân giảng giải, tổng cộng 24 quyển. Tôi mang vào viện 12 quyển, lấy vải vàng bọc lại thành một bịch lớn, mang theo, mỗi ngày đều xem. Khi bác sĩ vào phòng khám, thấy vậy hỏi tôi, bác xem sách gì vậy, có thể cho chúng tôi xem không? Tôi nói, được chứ. Tôi liền mở sách đưa cho họ xem. Họ xem xong rất vui và nói, thảo nào, tâm thái của bác thản nhiên như vậy, bác tin theo Phật à? Đúng vậy, tin theo Phật có tốt không? Vô cùng tốt.
học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Sau này, nghe lão Pháp Sư Tịnh Không nói câu này, tôi mới thấy sao mà đúng với tâm trạng của mình quá. Câu nói này giống như xuất phát từ trong nội tâm của tôi. Bây giờ tôi mới thật sự thể hội một cách sâu sắc học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Tôi nằm viện tổng cộng 57 ngày và xem hết 12 quyển kinh Hoa Nghiêm. Khi đó những người bệnh nằm bên phòng kế bên mỗi ngày đều qua phòng tôi tìm hiểu tôi như thế nào. Tôi nói, quý vị không cần tìm hiểu tôi làm chi, quý vị cứ niệm Phật A-di-đà đi, chỉ cần niệm Phật A-di-đà sẽ không có sao hết, thật là vui. Mặc dù tôi mang trận bệnh nặng và nằm viện hết gần 2 tháng, tôi cảm thấy đây cũng là một quá trình biểu phát. Khi chưa mang bệnh, tôi cân nặng 57kg, với chiều cao như vậy trông cũng đã ốm lắm rồi. Sau khi mang bệnh và nằm viện, tôi chỉ còn 30kg. Ốm đến biến cả hình dạng, trên mặt khắp toàn thân đều là những đốm đỏ nổi phồng lên như sắp nổ tung, trông rất đáng sợ, không còn hình dáng của một con người. Cho nên các bạn đồng nghiệp, bạn bè thân quyến khi đến thăm, trong ánh mắt của họ thực tế là họ đến cáo biệt. Trong tâm tôi hiểu rất rõ, mặc dù họ rơi lệ, tôi thì chưa từng khóc, tôi còn khuyên, tại sao quý bạn lại khóc? Sống và chết tôi đã nhìn thấu rồi, đây không phải là việc khiến người ta phải sợ hãi. Tôi liền giới thiệu và bảo họ đọc quyển sách này, các bạn sẽ hiểu. Sau này tôi xuất viện, vẫn còn tiếp tục uống thuốc. Kết quả càng uống thuốc, bệnh trạng càng nặng hơn. Chích thuốc thì lên cơn sốt. Vốn thuốc chích này là để giảm sốt. Với tôi, chưa chích thì không sốt. Vừa mới chích vào khoảng 10 phút. Sau thì lên 40 độ. Bác sĩ lắc đầu nói, tôi chưa từng thấy ai giống như bác. Thuốc này dùng để trị bệnh cơn sốt đang lên, để hạ sốt, còn bác không sốt, chích vào lại sốt. Tình trạng này kéo dài liên tiếp 3 ngày, đều như vậy. Chích vào không tới 10 phút là lên cơn. Sau này bác sĩ nói, bác không còn thuốc để chữa nữa, tôi đồng ý. Cho nên đến bây giờ tôi không uống bất cứ thuốc gì, dù là thuốc uống hay chích, tôi đều ngưng hết. Có người hỏi, Tố Vân, chị ngưng thuốc như vậy có sao không? Tôi nói, các bạn không nhìn thấy tôi đang sống rất tốt à? Trước kia tôi không hiểu nên uống toàn thuốc độc. Bây giờ tôi hiểu rồi, ai là đại y vương? Phật là đại y vương, còn bác sĩ nào, kỹ thuật trị liệu nào cao siêu hơn Phật chứ? Cho nên bây giờ tôi không hề uống thuốc nữa. Tôi một lòng nương tựa Phật, vì đại y vương Ngài nhất định sẽ trị lành tất cả bệnh hoạn của tôi. Tôi nằm viện tổng cộng 2 lần khoảng 2 tháng. Lần nào vào bệnh viện chích thuốc đều bị phản ứng nóng sốt. Bác sĩ đành bỏ tay cho tôi về nhà. Từ đó tôi không còn uống thuốc hay chích thuốc. Thế mà bệnh của tôi đã lành. Mấy ngày trước tôi có đến cư sĩ Lâm 2 lần để nói chuyện với mọi người về quá trình mang bệnh và trị bệnh của tôi. Quý vị cư sĩ ở đó nghe rất thích thú. Tôi nghĩ tôi mang bệnh là một việc xấu, nhưng cũng là một việc tốt. Vì qua tôi khiến mọi người hiểu rằng mắc bệnh không phải là chuyện đáng sợ. Có thể đó là sự xuất hiện của nghiệp lực. Bởi vì chúng ta thường nghĩ đời mình đâu có làm chuyện gì xấu ác. Tuy nhiên quá khứ nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã làm chuyện nói lời xấu ác. Chẳng qua hiện giờ chúng ta không biết mà thôi. Cho nên đây cũng là quá trình tiêu nghiệp. Bởi thế, sau khi tôi mắc bệnh, khiến cho tâm học Phật, tinh Phật của tôi càng kiên cố hơn, thúc đẩy tôi mạnh mẽ hơn. Nó đã không đánh bại tôi. Tôi không nằm viện để chờ chết. Nhiều người nói, mang bệnh này mà sống được nửa năm đến một năm cũng là tốt lắm rồi. Thực tế là như vậy. Những người cùng nằm viện với tôi, mang cùng chứng bệnh như tôi, họ đều đã không còn tại thế. Sau khi xuất viện, rất nhiều người hỏi tôi làm cách nào trị lành bệnh. Tôi trả lời một cách thẳng thắn, niệm A-di-đà Phật được lành bệnh. Nhiều người nói, tánh bà cụ này không bao giờ nói dối, những lời từ miệng bà nói ra đều là sự thật. Bà nói do niệm A-di-đà Phật lành bệnh, chắc chắn là do niệm Phật lành bệnh.
Tôi nghĩ mặc dù tôi nằm viện hết hơn 2 lần nhưng không hề lãng phí. Vì đó, trong đó tôi tiếp xúc với nhiều bệnh nhân mang bệnh như tôi, họ rất đau khổ. Tôi đều dùng hiện thân của tôi thuyết pháp, giúp họ giải quyết tâm trạng của họ để họ vui vẻ xuất viện. Có một bệnh nhân, họ tưởng 28 tuổi, than rằng, con tôi chưa đầy 1 tuổi, nếu tôi chết, con tôi sẽ ra sao? Tôi nói, cô làm sao mà chết được, vì sao phải nghĩ đến chết? Bệnh của cô không bằng 1/4 của tôi. Cô không thấy tôi đang sống rất khỏe à? Cô ta nói, dạ, sau khi gặp gì, cô mới có niềm tin mình vẫn có thể sống tiếp. Cho nên tôi nói, mắc bệnh vừa là một việc xấu, vừa là việc tốt. Nếu tôi không mang bệnh vào viện, tôi không quen biết những người này, không thể giúp họ giải quyết những vấn đề tư tưởng. Chẳng những thế, những bác sĩ y tá cũng rất thân thiện với tôi. Mỗi khi rảnh rang, họ đều thích vào phòng của tôi để trò chuyện. Mỗi lần trò chuyện với tôi, họ nói, trò chuyện với bà, trong lòng cảm thấy rất là sảng khoái. Tôi nói, nếu vậy thì quý vị thường đến trò chuyện với tôi đi. Tôi nghĩ đây có thể cũng là một nhân duyên giúp tôi độ người khác. Nếu không nằm viện, tôi làm sao có cơ hội để tiếp xúc và độ họ. Những cô y tá đi ngang phòng tôi thường hỏi, bác xem sách gì vậy? Những sách tôi đem theo toàn là sách kinh. Tốt quá, tốt quá. Chúng con nhìn gương mặt bác rất hiền từ, thân thiện, giống như người mẹ của mình. Thế à, nếu quý vị mà niệm Phật A-di-đà thì chúng ta càng thân thiện hơn, giống như người trong nhà. Sau trận bệnh này khiến tôi thể hội được, học Phật có thể khiến tư tưởng, tinh thần, tướng mạo của một người có sự chuyển biến rất lớn. Trước khi mang bệnh, trình độ học Phật của tôi cũng chưa đạt đến mức độ này. Thiết nghĩ nhờ mắc bệnh nên đã tạo cho tôi một cơ duyên học Phật rất tốt. Sau khi xuất viện về nhà, mỗi tối tôi nằm ngủ ở chiếc giường này. Khi đó, mặt tôi còn nổi đầy những đốm ban đỏ. Trong lúc nửa tỉnh, nửa mơ, tôi cảm giác thấy hình như có người cầm một vật gì lạ lắm đắp lên mặt tôi. Tôi cảm thấy rất mát mẻ, rất dễ chịu. Sau này có người hỏi, chị có biết ai đến chữa bệnh cho chị không? Tôi nói, tôi không biết vì tôi không thấy gì hết. Họ nói, có thể đó là Quan Thế Âm Bồ Tát đến chữa bệnh cho chị đó. Tôi nói, A Di Đà Phật, thật cảm ơn Quan Thế Âm Bồ Tát. Nguyên trên mặt tôi có 2 đốm ban. Bác sĩ nói, nó không bao giờ hết. Với tuổi cao như bác, mắc bệnh này không thể nào đủ kháng thể khiến nó mất đi. Khi tôi trở vào viện gặp bác sĩ, ông ta nhìn tôi và hỏi, bà có thoa thuốc hay thoa kem gì không? Tôi nói, tôi sống từng tuổi này chưa bao giờ thoa kem gì cả. Lúc tôi đám cưới mua 2 cây son, không biết dùng nên làm gãy mất. Cho tới bây giờ, không bao giờ thoa bất cứ thuốc hay kem gì. Bác sĩ hỏi, thế làm sao 2 vết đốm đó mất? Tôi nói, nó tự nhiên mất. Bác sĩ nói, tôi năm nay gần 60 tuổi rồi, đã gặp bao nhiêu là bệnh nhân như bà, chưa từng có hiện tượng lạ lùng như vậy. Tôi quả quyết rằng nó không thể tan mất, lý do gì nay lại biến mất. Tôi nói, có người khiến nó mất thì mất. Bác sĩ hỏi, vậy là ai? Tôi nói, sau này bác sĩ sẽ hiểu. Cuộc đàm thoại thật là vui. Vì bác sĩ lớn tuổi này muốn nghiên cứu tìm hiểu tôi. Tôi nói, tôi không có lừa bác sĩ đâu, đây là sự thật tự nhiên mà. Hiện nay trên sống mũi của tôi còn để là 2 vết sẹo, hiện nó bị đỏ là do ảnh hưởng thời tiết. Năm 1999, tôi mắc bệnh đến nay, tâm trạng tôi vẫn luôn thản nhiên. Tự tôi cũng cảm thấy hài lòng với chính mình. Dù mắc bệnh như vậy, tôi không hề lo nghĩ mình phải chết hoặc thế này thế kia. Tôi nghĩ, mỗi ngày tôi phải đem niềm vui cho gia đình, cho bạn bè thân quyến, khiến họ mỗi khi nhìn thấy tôi như có một sức mạnh từ nơi thân tôi toát ra để cổ vũ họ và cũng là để cổ vũ cho chính tôi. Nhìn thấu buông xả, đạm bạc danh lợi. Thoại đề kế tiếp tôi muốn thưa với quý vị, tôi đối với danh lợi như thế gian buông xả như thế nào? Điểm này đối với tôi, có thể đó là bản chất từ nhiều đời để lại. Năm nay tôi đã 59 tuổi, điều mà tôi cảm thấy không ưa thích nhất, một là tiền, hai là danh. Đây chính là 2 điều khó buông xả nhất của người đời. Ngược lại, tôi xem nó rất nhẹ, rất nhẹ. Dù lúc tôi chưa học Phật, chưa tiếp xúc với Phật Pháp, tôi cũng như vậy. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu
Về phiếu lương, nhiều người hỏi tôi hiện làm lương bao nhiêu. Tôi suy nghĩ cả nửa ngày mới mường tượng ra, hình như cột dưới là phiếu lương là bao nhiêu. Có một lần, vị trưởng phòng công ty tính phiếu lương. Lúc đó, vị phó chủ tịch công ty mậu dịch đối ngoại nói với tôi: "Tố Vân, phiếu lương của chị bị tính thiếu hai công chi." Tôi nói: "Làm sao mà thiếu?" Cô ấy nói: "Chị dò kỹ lại đi." Tôi không biết dò. Cô ấy nói: "Nếu tôi tìm ra hai công chi phiếu này, chị cho tôi nhé." Cô ấy nói đùa như vậy. Tôi nói: "Được, bạn cứ dò đi." Sau khi đối chiếu, quả thật là như vậy. Cô ấy hỏi: "Thế nào, Tố Vân, hai phần này cho tôi nhỉ?" Tôi nói: "Được, bạn cứ lấy đi, tôi cho." Tôi nghĩ tiền là vật ngoại thân, không nên quá xem trọng nó. Hiện tại lương của tôi hình như khoảng 2.300 đồng. Tiền của tôi ai cũng có thể dùng, bạn bè thân quyến hay những người quen gặp ngoài đường, họ có khó khăn, tôi có tiền thì cho tiền, có quần áo thì cho quần áo. Quý vị xem quần áo tôi đang mặc, chiếc áo khoác là do mẹ tôi bảo chị tôi mang tận qua nhà, áo trong là chị mua cho, chiếc quần ấm này là con gái tôi mua, đôi giày là người bạn thân của tôi mua cho. Họ thường nói, bà này không bao giờ biết tự nghĩ cho mình điều gì. Tôi xin kể quý vị nghe một câu chuyện vui. Trước đây vài ngày, thì có vị pháp sư ở chùa Cực Lạc muốn gặp tôi. Tôi nói: "Ừ thì đi." Xong rồi tôi liền nghĩ và ngẩn người ra. Tôi không có quần, không có giày để ra phố thì làm sao đi? Lúc đó vào khoảng tháng 4, hai người bạn tôi trố mắt nhìn tôi: "Chị này lạ thật, quần áo của chị đâu hết rồi?" Tôi nói: "Quần áo tôi đã cho người ta hết rồi." "Chẳng lẽ chị không nghĩ việc ra phố sao?" "Tôi không hề nghĩ tôi phải ra phố." "Bây giờ phải ra phố thì làm sao?" Người bạn thân của tôi là cô giáo Huỳnh, nói rằng: "Chị chờ tôi về nhà lấy cho chị mặc." Nhưng tiếc thay, cô này thấp hơn tôi cả nửa cái đầu, nên quần và giày đều không vừa. Sau cùng cô ta phải đi ra ngoài tiệm để mua và hẹn gặp tôi ở cổng chùa Cực Lạc. Khi đi, tôi phải mượn tạm quần tây của chồng tôi mặc và đôi giày của con gái của tôi để mang. Vì không quen đi giày cao gót nên vừa đi vừa cà thọt, trông rất buồn cười. Khi tới cổng chùa, bạn tôi nói: "Chị mau qua bên này để thay quần và thay giày." Khi gặp pháp sư, cô Huỳnh nói: "Sư phụ thấy không? Hôm nay đến gặp thầy mà mặc đồ như vậy đấy." Sư phụ nhìn tôi cũng phải buồn cười. Tôi thưa với pháp sư: "Thưa thầy, người của con rất là đơn giản. Đối với những chuyện xã giao của xã hội, con rất là vụng về." Người muốn học Phật thì phải thật sự đơn giản. Đơn giản chính là thanh tịnh. Theo tôi hiểu là như vậy. Có lần sư phụ nhờ tôi làm chút việc cho chùa Cực Lạc. Tôi mời học trò của tôi và cha mẹ vợ trò ấy đến chùa để chụp hình. Sư phụ nói: "Thầy có máy chụp hình, cô mang đi chụp." Tôi nói: "Thưa thầy, những máy móc hiện đại con không biết dùng." Thầy cười: "Vậy khi xưa cô dùng máy gì?" "Thưa thầy, thời của con không có những máy móc này." Sau đó tôi với bạn tôi cùng với người học trò và cha mẹ vợ trò ấy đi chụp hình. Nhưng học trò phải lái xe đi tìm chỗ đậu. Tôi và bạn tôi có thể vào cửa nên không cần phải mua vé. Phản ứng của tôi lúc đó chỉ thấy cặp vợ chồng ở trước mắt nên tôi mới đưa bạn tôi 20 đồng. Cô ta trố mắt nhìn tôi rồi đi mua vé. Khi đó tôi cũng không hiểu ý cô ta muốn nói gì. Một hồi sau cô ta trở lại, trên tay cầm 3 tờ vé. Tôi liền hỏi: "Sao bạn mua tới 3 vé?" Cô ta nói: "Hai vé cho hai vợ chồng này, một vé cho một tài xế, học trò của cô đấy." Vừa đúng lúc đó, học trò tôi đi tới, nghe thấy và nói: "Cô giáo tôi chỉ đếm được tới số 2 thôi, thêm một số nữa không đếm ra." Tôi thấy thật ngại ngùng, vì tôi đâu có tiếc rẻ gì thêm 10 đồng cho bạn tôi đi mua vé. Thực tế là đầu óc của tôi nó đơn giản đến mức độ như vậy. Lại một lần khác, cũng thật là khôi hài, tôi mời bạn tôi cùng đi chùa Cực Lạc. Vì cô ta thuộc cao đẳng thiết kế mỹ thuật, nên nhờ cô ta thiết kế vé vào cửa cho chùa Cực Lạc để gây quỹ. Khi xe gần đến nơi,
tôi không thấy chùa Cực Lạc đâu. Tôi nói, chẳng lẽ chùa đã dọn đi nơi khác? Bạn tôi hỏi, chị có đến qua lần nào chưa? Tôi nói, cách đây vài hôm tôi có đến vài lần. Thôi thì chúng ta xuống xe đi tìm hay là lái xe vòng vòng đi tìm? Bạn tôi nói, bây giờ xuống xe ngay tại đây. Chị hãy nhớ kỹ lại xem, từ chỗ này đi về hướng trước hay quay về phía sau. Chị phải định hướng rõ ràng cho tôi trước đã. Đầu óc của chị chứa những gì trong đó? Mới đây đã quên mất rồi. Đầu óc tôi chỉ chứa A Di Đà Phật, ngoài ra không chứa gì hết. Bạn tôi nói, chị này thật hay. Lúc còn nhỏ đi học, chị là người đơn thuần nhất, lương thiện nhất. Mấy mươi năm trôi qua, chị vẫn còn như vậy, không thay đổi chút nào. Lo việc cho chùa xong, tôi mời bạn về nhà ăn cơm. Cô ta hỏi, mà mời tôi ăn món gì? Tàu hũ xào giá đậu nành, chỉ một món thôi à? Ồ, nếu không đủ, tôi sẽ xào thêm, vẫn là đậu hũ xào giá đậu nành, một món thôi. Ngày hôm đó, chúng tôi ăn cơm trắng với tàu hũ xào giá đậu. Tôi mới hỏi, bạn ăn thấy thế nào? Bạn tôi nói, tốt vâng, chị xào ngon lắm. Tôi nói, vậy thì về nhà xào rau ăn nhé, đừng ăn thịt nữa. Bạn tôi nói, tốt vâng, tôi mà thường ở bên cạnh chị, chắc chắn tôi sẽ ảnh hưởng bởi chị. Vậy thì về nhà cố gắng thực tập đi. Cho nên tôi nghĩ tự mình học Phật là một niềm vui, sau đó đem niềm vui cho những chúng sanh khác, khiến họ cũng vui theo. Hiện nay, đối với việc trong nhà, tôi cũng đã buông xả hết rồi. Mặc dù con trai con gái của tôi không có việc làm, có người nói, đường đường là một quan viên chính phủ, không sắp xếp được việc làm cho con mình. Thế là bà làm quan viên để làm chi? Tôi nói, tôi làm việc chính phủ thật, nhưng tôi không nghĩ là mình phải tìm việc cho chúng. Mọi thứ đều thuận theo tự nhiên, chúng có trình độ gì thì làm việc đó. Họ nói, đàn con bà thất nghiệp ở nhà như vậy, bà không sốt ruột à? Tôi nói, tôi không thấy, đó là điều rất tự nhiên, hiện giờ chẳng phải chúng đã đều có việc làm hết cả rồi chăng? Lúc bấy giờ con tôi không hiểu, chúng nghĩ tại sao mẹ thiếu trách nhiệm, không lo cho chúng. Hiện giờ thì con tôi đã hiểu cá tánh của tôi. Tôi nói với chúng, thật sự trong tâm của mẹ chưa bao giờ nghĩ phải tìm việc cho các con. Nếu các con nói mẹ có lỗi cũng được. Thôi thì mẹ xin lỗi. Tôi nói đùa, kiếp sau, các con có tìm người làm mẹ nên tìm một người mẹ biết lo việc cho các con. Các con tôi hiện nay rất hiểu và rất ủng hộ tôi học Phật. Con gái tôi trước đây hay ăn thịt, nay đã dần dần thay đổi. Vừa rồi điện thoại lại nói, mẹ ơi, bây giờ con không ăn thịt nữa, mỗi ngày đều ăn rau. Tôi nghĩ đây cũng là sự biểu hiện của nhân duyên thành thục. Có một điều mà trước đây tôi rất bận tâm, đó là đứa cháu nội gái. Quý vị nhìn hình xem, cháu thật dễ thương. Mỗi khi cháu bị bệnh, tôi vô cùng xót ruột, phải chi tôi có thể mang bệnh thế cho cháu. Đó là tâm trạng của người bà nội. Nhưng hiện giờ thì tôi đã buông xả được rồi. Khi cháu bị bệnh phải nằm viện, tôi nghĩ có bệnh thì đi trị bệnh, đây là việc rất bình thường. Cháu có nghiệp gì cần trả thì phải trả. Lúc nhỏ trả xong nghiệp, khi lớn lên sẽ không còn những thứ nghiệp bệnh này nữa. Cháu tôi năm nay mới 6 tuổi, cháu thường lạy Phật niệm Phật với tôi. Mỗi ngày gặp nhau, tôi chỉ cần đưa một ngón tay cái lên, không cần phải nói, cháu liền hiểu là hỏi cháu đã niệm Phật chưa. Con dâu của tôi e ngại, dạy cháu như vậy có tốt hay không? Cô ta muốn dùng cách giáo dục của thời đại ngày nay để dạy con. Cháu tôi tên là Lưu Phu Chỉ, có nghĩa là liên hoa. Vì tôi đặc biệt thích hoa sen nên tôi nói cháu, tên thật của con là Liên Hoa, tên gọi cũng là Liên Hoa, giống như hoa sen để trên bàn. Các con tôi nói, hoa sen này từ năm 1991 đến giờ cũ rồi, bỏ đi để đổi cái mới, nhưng tôi cảm thấy nó rất có tánh linh, và tôi cũng cảm thấy đứa cháu gái này của tôi cũng rất có tánh linh. Khi nó lên cầu thang, tầng thứ nhất nó niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tầng thứ hai niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, tầng ba Đại Thế Chí Bồ Tát, tầng tư Phổ Hiền Bồ Tát,
tầng 5 Văn Thù Bồ Tát, sau cùng là Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Vì nhà tôi ở tầng thứ 6, nhà cháu ở tầng 1. Cứ như vậy niệm đến tầng 6 như vậy. Sau khi về nhà rồi điện thoại lại thăm, hỏi bà có quên niệm Phật không? Tôi nói bà không có quên, còn cháu thì sao? Cháu nói cháu đâu có quên, trước khi ngủ cháu cũng niệm, niệm đến khi ngủ say. Tôi nghĩ đứa cháu này thật là có Phật tánh, tôi thật là vui. Cháu còn nhỏ mà đã tiếp xúc được với Phật Pháp, thật là một điều hạnh phúc. Nếu tôi khi bé hoặc lúc còn trẻ mà tiếp xúc được với Phật Pháp, có lẽ tôi không tệ như vậy. Có thể đây cũng là vấn đề cơ duyên. Mãi đến năm 1991 mới thành thục, rồi dần dần thâm nhập. Có lẽ nhờ bản chất của tôi đơn giản, lương thiện, nên tôi tiến bộ nhanh chóng hơn. Con người của tôi rất khù khờ. Người ta nói, mỗi ngày những gì tôi suy nghĩ dường như rất là đơn giản. Tôi nói, tôi nhìn thấy ai cũng là người tốt, thấy ai cũng là A-di-đà Phật. Trong tâm tôi hiện nay, với bất cứ một ai không còn khởi tâm sân giận, cho dù là người trong nhà hay người ngoài. Ngày xưa đôi lúc còn giận ông chồng một chút, hiện giờ những thứ này dường như đã giải quyết xong. Tôi nghĩ chồng tôi chính là thiện tri thức của tôi. Có những lúc ông ta nói này nói nọ, thử thách tôi, khiến tôi càng thêm tinh tấn. A-di-đà Phật, tôi rất cảm ơn ông, vì nếu không nhờ ông trợ duyên, có lẽ tôi cũng không tinh tấn được như thế. Hiện nay tôi đã hưu trí về nhà. Tôi nghĩ đây cũng là cơ hội tốt cho tôi học Phật. Nên mỗi ngày tôi đều xem Kinh Vô Lượng Thọ diễn giải của Lão Pháp Sư Tịnh Không, tổng cộng 264 đĩa. Hiện tôi đã xem đến 198 đĩa. Mỗi ngày tôi xem từ 8 đến 10 tiếng đồng hồ, vì mỗi một đĩa là một giờ. Cho nên mỗi ngày tôi xem từ 8 đến 10 tiếng đồng hồ. Sau khi xem xong trọn bộ, tôi dự tính sẽ xem trở lại từ đầu. Mỗi một đĩa sẽ xem đi xem lại 8 lần trong một ngày. Tôi nghĩ học kinh, nghe giảng đối với việc học Phật vô cùng lợi ích, vì có một số vấn đề trước khi chưa nghe tưởng như mình đã hiểu nhưng thực tế chẳng hiểu. Sau khi nghe giảng mới thật sự hiểu rõ và biết những gì trước đây mình không hiểu đã làm sai và sửa lại. Ngoài ra việc nghe giảng còn có tác dụng thúc đẩy mạnh mẽ, giống như mỗi ngày Ngài đều thúc đẩy chúng ta, không để chúng ta thối chuyển. Giả như 3 ngày không nghe dường như đã giải đãi. Chính vì vậy mỗi ngày tôi đều nghe tối thiểu 4 tiếng đồng hồ. Nên mỗi ngày tôi cảm thấy vô cùng phấn chấn. Quý vị hãy nhìn xem, bây giờ tôi còn giống người bệnh như bác sĩ nói sắp chết tới nơi không? Hoàn toàn không giống chút nào. Có mấy câu nói này tôi vô cùng ưa thích. Đó là lão thật niệm Phật, vãng sanh Tây Phương, mang thiền từ trở lại Ta Bà, phổ độ chúng sanh, lìa khổ đạt vui. Sau này có những người hỏi, có phải đây là lời phát nguyện của bà không? Tôi không biết. Nhưng thật sự nó xuất phát từ trong nội tâm của tôi. Và thật sự tôi nghĩ như vậy và quyết chí làm như vậy. Cho dù đời này, kiếp này tôi học Phật, có gặp bao nhiêu gian nan trở ngại, tôi quyết tinh tấn không ngừng, không vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, quyết không ngừng nghỉ. Phật đường của tôi có mấy câu do tôi viết, ở giữa là lão thật niệm Phật, bên phải là nhờ Phật tiếp dẫn về cố hương, bên trái là chính phẩm liên hoa vi phụ mẫu. Câu này có trong kinh sách, còn câu trước là do một hôm trong đầu óc của tôi bất chợt nghĩ ra, tôi liền cầm bút ghi xuống, dán lên bàn thờ. Mỗi ngày lạy Phật, tôi đều nhìn câu viết này. Nó vừa cảnh tỉnh tôi, vừa thúc đẩy tôi. Tôi thường tự nhủ, câu này là do tự mình viết đấy nhé, không thể chỉ nói lại không làm đâu. Tôi nghĩ tôi có thể bước vào cửa Phật để học Phật là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với tôi. Nay tôi nghe Lão Pháp Sư Tịnh Không nói, học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Ban đầu mới nghe không cảm nhận bao nhiêu, giờ thì càng lúc càng cảm thấy sâu sắc hơn. Nếu bạn thật sự đem hết tâm tư của mình vào việc niệm Phật, học Phật, tương lai làm Phật, thì thử hỏi bạn còn có điều gì không buông xả, còn gì khổ não để phiền não. Phiền não tức bồ đề, phiền não đã chuyển thành bồ đề. Tương lai bạn không thành Phật, vậy chứ bạn đi đâu?
chừng đó bạn không muốn đi cũng không được. A Di Đà Phật sẽ nói: "Con mau đến đây." Chừng đó A Di Đà Phật sẽ đến đón. Tôi có tấm hình tiếp dẫn đang treo. Mỗi đêm trước khi ngủ, tôi đều nhìn một lần và nghĩ không biết chừng nào Phật đến đón. Có lần tôi rất muốn hỏi Ngài chừng nào đến đón, nhưng lại nghĩ không nên hỏi làm chi. Khi mình tu đạt đến trình độ nào đó, mình sẽ tự biết. Tôi nói với các đồng tu của tôi: "Di chúc lâm chung tôi đã viết xong, để trong phong bì lớn nơi bàn thờ. Khi tôi ra đi, quý vị hãy mở ra xem. Tôi có dặn dò mọi điều rất cặn kẽ bên trong." Tôi nói với các bạn đồng tu: "Hiện tôi đang sống ở thế gian, tôi muốn làm một người tốt, là tấm gương tốt. Tiến thêm một bước nữa là làm một người tu hành tốt. Khi ra đi, tôi phải làm gương tốt cho mọi người. Tôi cố gắng tu đạt trình độ, và nếu như Phật Bồ Tát gia trì cho tôi sẽ đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh, nằm kiết tường vãng sanh. Tôi phải lựa chọn ba phương pháp vãng sanh này. Nếu như tôi thực hiện được nguyện vọng này, tôi mong quý vị đến thăm tôi, tiễn tôi. Ngược lại, nếu tôi ra đi không an tường, không làm gương tốt cho mọi người, quý vị cứ đem xác tôi như một thớ thịt thối, quăng nó đi, đừng ai bận tâm tới, cũng đừng có bao giờ giữ cho cốt làm gì." Tôi nghĩ như vậy và cũng đang hướng về mục tiêu này mà đi. Nên nhớ, con người chỉ cần có quyết tâm, niềm tin, học Phật, nhất định thành công. Tương lai nhất định vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, hòa khai kiến Phật. A Di Đà Phật.